Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Người vợ thông thái. Ngày xưa, ở một miền quê Thanh Bình, có một đôi vợ chồng sống với nhau vô cùng hòa hợp, hạnh phúc. Thế nhưng niềm vui này bỗng dưng bị cắt ngang khi người chồng phải ra chiến trận. Vài năm sau thì người chồng cũng trở về, nhưng từ đó tính nết của anh ta cũng hoàn toàn thay đổi. Tại sao bỗng dưng ảnh biến thành một người khác như thế chứ? Trước đây ảnh là người yêu chiều vợ hết mình, luôn nói năng nhẹ nhàng, trìu mến với vợ. Thế mà bây giờ, động chút là tức giận vô cớ, tâm trạng lúc nào cũng khó đoán. Chẳng lẽ anh không còn yêu mình nữa sao? Sống với một người chồng nóng nảy, cục xúc, mỗi ngày trôi qua đối với người vợ giống như một cực hình. Quá tuyệt vọng, nghĩ rằng mình chẳng còn có thể thay đổi được chồng, người vợ đã tìm đến gặp một ông lão thông thái trong làng. Có chuyện gì với cô thế? Mau kể ta nghe coi sao. Đó là điều thường thấy ở những người từ chiến trận trở về. Họ đã chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng nên tâm tính thay đổi, không còn giống như trước nữa. Vậy cô muốn tôi phải làm gì? Xin ông hãy làm cho tôi một loại thuốc thần kỳ nào đó để tôi cho chồng tôi uống và trở thành người yêu thương tôi như ngày xưa. Yêu cầu của cô hơi kỳ lạ, để ta suy nghĩ đã nha. Sáng mai cô hãy quay lại. Chúc mừng cô, tôi đã chế ra được một phương thuốc kỳ diệu có thể biến chồng cô trở thành người vui vẻ và dễ gần như trước khi ra chiến trận. Có điều, nó cần một nguyên liệu đặc biệt, đó là một sợi ria của con cọp sống. Không thể nào, tôi e là tôi không thể làm được điều đó đâu. Nếu thiếu nó thì tôi không thể chế ra phương thuốc đó được đâu. Thế nên cô nhất định phải tìm bằng được nó cho tôi. Dạ, tôi cần suy nghĩ lại một chút. Mình luôn mong muốn ảnh trở thành con người đáng yêu như xưa mà. Nhất định mình phải tìm đủ mọi cách để có được ria con cọp sống trên núi cao. Khó đến mấy cũng phải cố gắng. Sáng hôm sau, người vợ mang theo một tô cơm thịt, tìm đường lên núi, được người dân chỉ dẫn. Cô đã biết được cái hang mà con cọp sinh sống. Song khi mới đến gần cái hang, cô đã thấy mình tim đập chân run. Chỉ kịp đặt tô cơm ở gần miệng hang rồi tìm chỗ ẩn nấp. Hôm sau, người vợ lại đem một tô cơm thịt đến gần hang cọp. Nhìn thấy cái tô hôm qua đã hết sạch, cô lặng lẽ thay sang cái tô mới, rồi đem cái tô cũ về nhà vì không muốn thu hút sự chú ý của con vật. Cứ như thế, ngày qua ngày, hết tô cơm nọ đến tô cơm kia đều hết veo. Và tuy chưa tận mắt nhìn thấy con cọp lần nào, nhưng nhìn vào vết chân dẫn tới cái tô, người vợ đoán rằng chính nó đã ăn những tô cơm thịt của cô. Có lẽ nó là một con cọp đói. Như vậy thì có phải nguy hiểm hơn cho mình không đây? Vài tuần trôi qua, mỗi khi thấy cô đem cơm thịt đến, con cọp đều chui ra khỏi hang, chăm chú nhìn cô. Cô gái biết rằng, sẽ đến một ngày cô có thể đến gần nó và xin được nó một sợi ria. Lại một tháng nữa trôi qua, giờ đây con cọp thường nằm cạnh cái tô, đợi cô gái mang cơm thịt đến cho nó. Cô cũng nhận ra rằng, hóa ra con vật to lớn này cũng rất thân thiện, chứ không đáng sợ như cô nghĩ. Thậm chí nó còn cho phép cô vuốt ve bộ lông của nó, rờ vào đầu nó như một chú mèo con. Có lẽ đã đến lúc rồi. Ngày mai mình sẽ mang theo một tô cơm thịt như mọi bữa, kèm theo một con dao. Chắc chắn phải xin được con cọp một sợi ria. Tao có thể xin mày một cái ria được không? Thưa ông, đây chính là chiếc ria cọp mà tôi cất công bấy lâu nay để lấy cho bằng được. Xin ông hãy giúp tôi chế thuốc mau đi ạ. Quả thật, đây đúng là ria của con cọp. Làm thế nào mà cô lấy được nó thế? Chuyện là thế này ạ. Cô không cần đến cái ria cọp này, hãy nói cho tôi coi. Giữa người và cọp thì bên nào tàn ác hơn?
Với một con vật hoang hung dữ như vậy mà còn bị cảm động bởi tình thương yêu, sự chăm sóc và kiên nhẫn của cô với nó, chẳng lẽ chồng cô lại không ư? Cảm ơn ông, giờ thì tôi đã biết mình cần phải làm gì để níu kéo hạnh phúc của mình rồi ạ. Sự kiên nhẫn cùng tình yêu và sự quan tâm có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào.